Độc đạo chết phim Diễm qua đời vì bị quân già bắn chết. Khi biết bé Bo không phải là con mình, quân già bị truy nã. Trước khi bỏ trốn, hắn đã chạy về tìm mẹ con Diễm với ý định đưa mẹ con Diễm cùng bỏ trốn. Đối với quân già mà nói, Diễm và bé Bo chính là tài sản cuối cùng còn sót lại của hắn. Nhưng Diễm lại từ chối quân già, báo tin cho Hồng biết vị trí của mình và chờ Hồng tới cứu mình. Vì không muốn liên quan đến quân già, Diễm đã thú nhận chuyện bé Bo không phải con của quân già. Kết quả, vì tức giận, tuyệt vọng, quân già đã ra tay giết Diễm là những nội dung chính của video ngày hôm nay. Hồng bắt tay với Long, chơi quân già một vố đau điếng, khiến hắn trở tay không kịp. Kho hàng bị phát hiện, toàn bộ tổ chức của quân già rơi vào tay công an. Khó khăn lắm quân già mới trốn khỏi sự truy nã của công an. Quân già chạy đến tìm Diễm, hốt hoảng nói, đi thôi, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Diễm biết quân già đã bị công an nắm thóp liền nói, đi đâu à? Em không muốn đi, em muốn được ở lại đây. Anh đi một mình đi, mẹ con em sẽ ở lại đây. Quân già trừng mắt nói, đừng có đùa với tao, tao không đủ kiên nhẫn để nghe mày lằng nhằng đâu. Mày không đi cũng được, nhưng bắt buộc thằng bé phải đi cùng tao. Tao mất hết rồi, tao không còn gì nữa. Nó là điều duy nhất còn lại của cuộc đời tao, mày hiểu không? Diễm ôm lấy cô Bo nói, không, nó là con của tôi sẽ không để nó đi đâu hết. Có chết tôi cũng không cho ông đưa nó đi. Quân già tức giận, lao vào nắm đầu Diễm nói, con khốn, mày nghĩ mày có thể cản được tao à? Bé Bo, lại đây với bố, bố sẽ đưa bé Bo đến một nơi vô cùng xinh đẹp. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé. Bé Bo liền núp sau lưng Diễm nói, không, con không muốn đi cùng bố, con muốn ở cùng mẹ cơ. Quân già tức giận nói, thôi nào, ngoan, lại đây bố thương, nếu con làm bố giận thì con biết hậu quả rồi đấy. Bé Bo vẫn lắc đầu, Diễm liền nói, quân già, ông đi đi, xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Từ lúc ông xuất hiện, ông đã hủy hoại đi cuộc đời của tôi. Hãy nể tình bao nhiêu năm qua giữa chúng ta, hãy tha cho mẹ con tôi một con đường sống, tôi xin ông đấy. Quân già nghiến răng nói, dù mày có nói gì đi nữa, tao cũng sẽ đưa thằng bé theo. Tránh ra. Quân già đẩy Diễm ngã, rồi bế xốc bé Bo đi. Bé Bo giãy nảy bật khóc. Diễm liền nói, ông không thể mang nó đi được, bé Bo không phải là con ông. Quân già đến người, trợn mắt nhìn Diễm nói, mày nói gì cơ, mày nhắc lại tao xem. Diễm vừa khóc vừa chắp tay cầu xin quân già, tôi xin ông, thằng bé nó là con của anh Trung, nó và ông không có máu mủ gì cả. Vì muốn thoát khỏi tay mụ ánh, nên tôi đã nhờ anh Hồng tráo kết quả ADN để lừa ông. Tôi sai rồi, tôi xin ông, hãy tha cho mẹ con tôi. Quân già đặt bé Bo xuống đất, rồi phá lên cười. Bé Bo sợ hãi chạy lại ôm lấy mẹ. Quân già liền nói, hay lắm, mày giỏi lắm. Bảo sao, tao thấy mày và thằng Hồng cứ lén lút sau lưng tao. Bọn mày khá lắm, qua mặt được cả tao và thằng Tiến Tỉa. Được, vậy hôm nay tao sẽ tính luôn cả nợ mới và nợ cũ. Những kẻ phản tao sẽ không có đứa nào có kết cục tốt đẹp hết. Quân già vừa nói, vừa rút súng ở lưng ra chĩa về phía bé Bo. Diễm sợ hãi bật khóc nói, tôi xin ông hãy tha cho thằng bé, nó không có lỗi gì hết, tôi cầu xin ông mà. Quân già mỉm cười nói, được, tao sẽ tha chết cho nó, đổi lại mày phải chết. Trong hai đứa mày, phải có một người phải chịu sự trừng phạt khi đã lừa tao. Diễm liền nói, không, đừng làm thế, tôi xin ông, thằng bé nó đã không có bố rồi, nó không thể mất luôn cả mẹ, cầu xin ông mà. Quân già nghe đến đây liền nói, được, tao sẽ tha cho nó, với điều kiện mày phải đi cùng tao. Diễm run rẩy nói, không, tôi không muốn, những ngày sống cùng ông là những ngày đen tối nhất cuộc đời tôi không muốn sống như thế nữa, làm ơn tha cho tôi. Diễm vừa dứt lời, thì có điện thoại, là Hồng gọi. Diễm sợ hãi nhìn quân già, quân già liền nói, nghe máy đi, xem nó nói gì. Diễm run rẩy bắt máy, alo, em nghe ạ. Hồng lo lắng nói, Diễm, nghe anh nói này, quân già trốn rồi, rất có thể ông ta sẽ đến tìm em, làm hại mẹ con em hãy ở yên trong nhà, trốn thật kỹ vào, anh và anh Long đang tới rồi, chờ anh hiểu chưa? Diễm còn chưa kịp nói, thì quân già đã giật điện thoại nói, tao đây, rất tiếc là mày tới muộn rồi Hồng ạ. Bùm, một tiếng súng vang lên, Hồng lo lắng hét lên,
lái xe nhanh lên. Ông ta đang ở chỗ của Diễm. Long liền liên hệ cho đồng nghiệp của mình, lập tức đến hỗ trợ, vây bắt quân già. Vừa đến nhà Diễm, Hồng đã vội vàng xông vào. Long liền ngăn cản. Hồng, cẩn thận, rất có thể quân già đang ở trong đấy. Đó là một cái bẫy. Nếu cậu xông vào một mình sẽ nguy hiểm. Hồng hét lên. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết mẹ con Diễm có đang gặp nguy hiểm. Đừng có cản tôi. Hồng nói rồi lao vào nhà, nhưng không thấy Diễm và bé Bo đâu. Hồng xông vào phòng ngủ, thấy Diễm đang nằm bất động trên mặt đất. Còn bé Bo đang ôm lấy Diễm khóc nức nở. Hồng lao vào đỡ Diễm lên, ôm cô vào lòng nói. Diễm không sao đâu, anh đến rồi, anh sẽ đưa em và bé Bo về. Diễm không trả lời Hồng, mà chỉ có một thứ chất lỏng màu đỏ xuyên qua váy Hồng thấm vào tay của anh. Hồng hoảng loạn bật khóc nức nở. Diễm, đừng bỏ anh xin em hãy tỉnh lại đi. Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kìm được nước mắt. Anh để Hồng lại bên Diễm, rồi tiếp tục cùng đồng nghiệp lùng sục truy bắt quân già. Hồng cứ ôm Diễm như thế không biết bao lâu, chỉ đến khi bé Bo hỏi, Hồng mới sực tỉnh. Chú Hồng ơi, tại sao mẹ lại không tỉnh lại à? Có phải mẹ cháu chết rồi không? Hồng nghẹn ngào ôm lấy bé Bo nói, mẹ cháu chưa chết, chỉ là mẹ cháu mệt quá nên mới ngủ lâu như vậy thôi. Bé Bo bật khóc nói, chú nói dối, mẹ cháu chết rồi, mẹ cháu cũng bỏ cháu đi giống như bố cháu. Bố cháu không cần cháu, mẹ cháu cũng không cần cháu nữa đúng không ạ? Hồng mỉm cười chua xót nói, không phải thế, mẹ cháu yêu cháu nhiều lắm, nhiều hơn cả mạng sống của mình. Tất cả là tại chú. Chú đã đến muộn, chú không bảo vệ được mẹ con cháu. Chú Hồng xin lỗi. Hồng không kiềm chế được mà bật khóc. Anh vừa ôm thi thể của Diễm, vừa ôm bé Bo vào lòng. Hồng nhớ lại bản thân mình cách đây 20 năm. Một gia đình hạnh phúc của một người đàn ông đơn thân, nuôi hai đứa trẻ. Bỗng sự xuất hiện của quân già đã khiến mọi thứ đảo lộn. Quân già đã giết bố Hồng, khiến gia đình Hồng tan nát. Rồi chính quân già cũng xuất hiện, khiến cuộc sống của Diễm trở thành địa ngục. Có lẽ vì lý do đó mà Hồng và Diễm đã đồng điệu với nhau, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Nhìn bé Bo mất đi chỗ dựa, trở thành trẻ mồ côi, giống như mình trước đây. Hồng nghẹn ngào nói, không sao, vẫn còn chú đây mà. Chú sẽ thay mẹ Diễm, chăm sóc bảo vệ cháu. Từ nay chú sẽ trở thành bố của bé Bo được không? Bé Bo gật đầu ôm lấy Hồng nói, bố. Hai bố con Hồng ôm nhau trong nước mắt. Diễm đã qua đời, Hồng nhận nuôi bé Bo, trở thành bố đơn thân. Long và đồng đội của mình vẫn đang truy đuổi quân già khắp nơi. Liệu rồi lần này, quân già có bị tóm hay sẽ có một thế lực ngầm giúp quân già trốn thoát? Những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những video sau của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.